Thưa quý vị, sáng nay Bộ Y tế công bố có thêm một trường hợp mắc COVID-19 tại Đà Nẵng. Bệnh nhân số 418 là nam, 61 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết là bệnh nhân là người hưu trí, có tiền sử bị đái tháo đường. Trong vòng 1 tháng nay thì người nhà cho biết là bệnh nhân chỉ ở Đà Nẵng, không ra ngoại tỉnh, không tiếp xúc với người nước ngoài. Trong vòng 14 ngày qua thì bệnh nhân có chăm bố đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 11 tháng 7 thì bệnh nhân ho sốt rồi có nhờ con rể đưa đến phòng khám tư trên đường Bắc Đẩu, quận Hải Châu. Còn đến ngày 18 tháng 7, bệnh nhân vào khám khoa cấp cứu tại bệnh viện Hải Châu, sau đó thì đến khoa cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển về khoa nội hô hấp tại viện này. Đến ngày 23 tháng 7, bệnh nhân được chuyển đến khoa hồi sức tích cực bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 24 tháng 7, bệnh nhân được đưa đi lấy mẫu xét nghiệm và được kết luận là dương tính với SARS-CoV-2. Còn về tình hình sức khỏe của hai bệnh nhân thì cho thấy là diễn tiến nhanh, bệnh nhân 416 diễn biến nặng, siêu âm cho thấy là phổi có tình trạng đông đặc, phải can thiệp ECMO. Ngành y tế huy động mọi nguồn lực cứu chữa bệnh nhân này. Hiện nay thì một tổ đặc biệt của Bộ Y tế, trong đó có các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho bệnh nhân. Với bệnh nhân 418 thì Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cho biết hiện bệnh nhân có tình trạng là bệnh nặng, phải thở máy qua nội khí quản. Vâng, trước tình hình đã có hai trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng là bệnh nhân số 416 và 418, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chỉ đạo là từ 13 giờ chiều nay, 26 tháng 7 sẽ không được tập trung quá 30 người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện, tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng, tạm dừng tổ chức đón khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày kể từ ngày hôm nay, tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như là khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường. Giảm giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lịch giờ học, tạm dừng hoạt động học thêm, dạy thêm. Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như là sổ số kiến thiết, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch. Ngoài ra thì một số biện pháp khác đã được để khoanh vùng dịch cũng được Đà Nẵng triển khai. Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức điều tra yếu tố dịch tễ, truy vết tất cả các khu vực, trường hợp có liên quan đến bệnh nhân bị COVID-19 để áp dụng các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm. Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu công an thành phố và các địa phương tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nhất là đối với người nước ngoài, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc khai báo và xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định. Do bệnh nhân 416 đã đến bệnh viện khám nên bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa toàn bộ bệnh viện kể từ 0 giờ ngày 24 tháng 7 đến 0 giờ ngày 7 tháng 8. Theo đó, bệnh viện sẽ không tiếp nhận người bệnh mới nhập viện điều trị và tạm thời chưa cho xuất viện trong vòng 14 ngày đối với toàn bộ người bệnh, kể cả các ca bệnh nặng có nguy cơ tử vong được người nhà xin đưa về. Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đề nghị người nhà và tất cả những người đến bệnh viện C Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 liên lạc với y tế địa phương để được hướng dẫn các biện pháp theo dõi cách ly đúng quy định. Để triển khai các biện pháp khẩn cấp khoanh vùng dập dịch, hạn chế tối đa sự lây lan ra các tỉnh lân cận và trên phạm vi toàn quốc, tối qua 25 tháng 7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã thành lập 3 đội công tác đặc biệt gồm đội điều tra giám sát dịch, đội điều trị và đội xét nghiệm đến Đà Nẵng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tham gia 3 đội này có các chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trong việc điều tra dịch tễ, cách ly, điều trị và xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trước những diễn biến mới của dịch bệnh tại Đà Nẵng thì một số địa phương trên cả nước đã có thông báo đề nghị người dân hạn chế đến Đà Nẵng, tạm dừng các chuyến công tác, học tập mà chưa cấp bách, tham quan du lịch đến vùng có dịch bệnh. Đáng chú ý là có địa phương yêu cầu người dân trở về từ Đà Nẵng tự cách ly theo dõi tại nhà 14 ngày. Liên quan đến thông tin này thì sáng nay phóng viên Chuyển động 24 giờ đã liên lạc với Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam. Theo thông tin từ ông Phu thì đến nay Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chưa có thông báo yêu cầu người dân phải thực hiện tự cách ly như trên. Ban chỉ đạo chưa có cái quyết đấy mà cũng chưa cần phải đến cái chuyện tự cách ly tại nhà 14 ngày mà chủ yếu đơn tự theo dõi sức khỏe. Nếu có sốt ho khó thở các thứ thì đến ngay cơ sở y tế ngay. Tự cách ly tại nhà trên những cái đơn vị chờ xem điều tra các cái dịch tễ xem mức độ lây lan thế nào, tại vì nó đang làm những cái xét nghiệm diện rộng mà. Để theo dõi quản lý ca bệnh và ca nghi nhiễm, Bộ Y tế cũng có thông báo yêu cầu các hiệu thuốc khi bán thuốc cho người có dấu hiệu cảm cúm, triệu chứng ho hay là sốt thì phải ghi lại họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Các cơ sở bán thuốc cũng khuyến cáo người mua cài đặt ứng dụng khai báo y tế và thông báo cho cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn. Bộ Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật dự phòng các tỉnh thành phố thông tin đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, số điện thoại, đường dây nóng hoạt động 24/24 để tiếp nhận thông tin về người mua nghi nhiễm. Địa phương cũng vận hành hướng dẫn các ứng dụng khai báo y tế để tiếp nhận thông tin liên quan tới các ca nghi nhiễm, từ đó có biện pháp cách ly phù hợp.